xuống xuống. Ồ, có hình cỡ trần kìa. Ai đây? Anh Tú. Anh Tú nè. Anh dạ. Tú hiểu em. Hiểu em hả? Dạ. Dạ không. Ai đồ em. À. Nhi ơi, Nhi. Nhi ơi, Diệu Nhi ơi, Diệu Hồn á, Diệu Nhi. Dạ. Đó. Thấy không, người ta idol chồng em mà lựa tấm hình mà sexy như vậy đó. Nhi ơi, Nhi. Này là do thằng Tú nó chụp nó đăng lên. Tại Tú. Nhưng mà người ta thích, người ta mới giữ lại tấm hình. Có khi nào người ta chụp trực tiếp không chị? Ai biết được. Ai biết được. Ai biết được. Cái đó đừng phá vỡ. Rồi tiếp em, chị thấy quá trời hình trai là ai vậy? À, cái này là Quân AB, cũng idol của em luôn. Idol luôn. Rồi. Có cái clip nữa kìa, cho coi clip coi. À, đó, nói gì vậy? Em quay màn hình anh Quân hát. Đâu phải chỉ mỗi yêu thôi là sẽ bên nhau trọn đời. Phải có chia sẻ, có cảm thông, em hứa ơi. Đâu phải chỉ có yêu thương, chỉ có yên vui mỗi ngày, mà phải có lúc buồn rơi nước mắt cùng nhau. Yêu là khi giữa hai ta đặt cuộc sống của nhau vào mình. Yêu tất cả, yêu quá khứ của nhau. Yêu là ai bước chân đi thì bàn tay kia sẽ níu lại, sẽ ôm chặt và không thể rời xa. À, rồi thắt ra nè. À, Ninh muốn hỏi Hân là thấy qua những cái hình là Hân có vẻ thích soái ca đúng không? Đẹp trai. Cái đó là thần tượng thôi thì. Ví dụ người thích Hân đâu không có ngoại hình ưa nhìn, không có như idol của Hân thì Hân liệu có muốn quen không? Người thích Hân không cần có ngoại hình, chỉ cần người ta hiểu tâm lý mình là thế mạnh. Còn ngoại hình thì Hân không có quan trọng lắm. Em có thích Ninh không? Dạ, thích em mới chọn chứ. Ừ, vậy đó, nói vậy cho vui. Ninh không có ngoại hình ưa nhìn thì sao? Hồi nãy Ninh đi ra đeo mặt nạ nhìn cũng nhìn bề ngoài cũng cao to, nhìn Ninh rất là dễ thương. Hân đoán là Ninh rất là đẹp trai. Lỡ mà mở ra mắt nó không có đậu chỗ. Đậu hai nơi, em có đồng ý không? Đâu có sao đâu chị. Thì đi chơi thì bắt anh đem mất kiến rồi. Đi chơi thì bắt anh đem mất kiến rồi. Thôi ngồi đem mất kiến luôn. Tần số tình yêu mùa 2 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.